Xin chào tất cả mọi người, mình mới vừa nhận được chiếc dây đeo Prime Edition mới nhất của dành cho Apple Watch, và đây là một sợi dây rất là đặc biệt. Mình mới vừa tháo nó hộp nó ra rồi và nó đã được gắn trên chiếc Apple Watch Ultra của mình. Đây là một sợi dây rất đặc biệt là vì nó rất là liền mạch, các bạn thấy không? Không có bất kỳ một cái khóa dây nào. Ok, mình sẽ giới thiệu rất là nhanh sản phẩm này cho các bạn xem ha. Đầu tiên thì giới thiệu sơ về chiếc dây này. Thì chiếc dây này tên tiếng Anh của nó là Braided Solo Loop, và tiếng Việt được dịch ra là vòng dây solo và được bệnh. Nó sẽ phù hợp cho tất cả các dòng Apple Watch bây giờ, dù là kích thước 41 mm hay là 45 mm, như chiếc Apple Watch Ultra của mình thì đang là 45 mm các bạn ha. Và cái điểm đặc biệt nhất của sợi dây này các bạn thấy rồi ha, nó không có bất kỳ một cái sợi khóa dây nào, nhưng tại sao nó lại vừa vặn với tất cả mọi người? Tất nhiên một sợi dây thì không thể nào vừa vặn với tất cả mọi người, cho nên đây là lần đầu tiên mà mình thấy là Apple đã tung ra tới 9 kích cỡ khác nhau cho sợi dây này, và các bạn sẽ phải đo cổ tay của mình để chọn sợi dây tương ứng. Như của mình đó, thì cổ tay của mình bây giờ đang là 17 ha, thì mình sẽ chọn kích thước là số 7 đó, và khi mà mình chọn kích thước số 7 thì Apple sẽ ship cái dây này về cho mình đúng kích thước của mình. Và cái điểm đặc biệt đó là sợi dây này nó có thể co giãn các bạn ha, vì nó co giãn được cho nên là nó sẽ đeo vào tay rất khá là vừa vặn. Và theo như Apple nói á, thì sợi dây này được bệnh từ 16.000 các cái sợi polyester khác nhau kết hợp với những sợi gọi là silicon siêu mỏng để tạo ra một cái sợi dây đủ co giãn và vừa vặn với mọi người ha. Và các bạn để ý là sợi dây này nó có rất là nhiều màu sắc. Đây là một điểm rất là đặc trưng của các sợi dây Bright Edition. Bright Edition là những cái sản phẩm mà Apple tạo ra để ủng hộ cộng đồng LGBT. Mà bây giờ thì cộng đồng này trên mạng người ta bắt đầu mở rộng cái khái niệm LGBT ra. Thì gọi là LGBTQ+, có nghĩa là bổ sung thêm vào các cái giới tính khác nhau ha. Riêng cái vấn đề này thì mình không có giỏi lắm. Ngoài ra thì mọi người có thể thấy ha, ở cái sợi dây này nó còn có một cái xu hướng gọi là sáng lên. Các bạn thấy nó có cái màu neon không? Nó giống như là màu neon vậy ha. Sợi dây này nó có một cái mặt đồng hồ tương ứng với nó gọi là ánh sáng hào quang cái gì đấy, tóm lại là nó có liên quan tới ánh sáng. Cảm nhận của mình rất là nhanh khi mà sử dụng cái sợi dây như này á, là nó khá là co giãn, đeo vào rất là vừa tay, và các cái sợi dây được bền lại với nhau rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ các bạn ha, và đeo vào tay thì cũng khá là đặc biệt ha. Khi mà đeo vào tay thì nó như thế này. Đó. Cũng đẹp ha. Ok. Sợi dây này đang bán trên trang Apple với giá hình như là hơn 2 triệu một chút. Ok. Cảm ơn các bạn.